Mến chào các bác chị quay lại với kênh Nắng Giao Thông Nguyên TV nhá. Lại là em đây các bác chị ơi. Thì hôm nay em đến cái lễ hội Hạng Phô xã E Xiên nha các bác chị. Đây là một cái lễ hội đây là gọi là cái chợ tình nha các bác chị, chợ tình E Xiên. Đây hiện tại em đang đứng đây. Đây là cái cổng chào nhá. Nhưng ngày hôm nay em đi thì là hôm qua nó tổ chức ngày hôm qua rồi, hôm qua đông người lắm các bác chị. Nhưng mà hôm qua thì không biết không đến đây được quay phim cho các bác chị xem, nhưng mà hôm nay đi thì nó hơi muộn một xí rồi. Nhưng mà thôi hôm nay đi vô coi trong này có cái gì thì sẵn quay chia sẻ cho các bác chị cùng xem trải nghiệm luôn nhé. Đây là khu vực bên phía ngoài nha các bác chị. Đây một số người ta đang dọn đồ đó. Bây giờ mời các bác chị cùng theo chân Nắng Giao Thông Nguyên TV đi vào bên trong trải nghiệm xem có cái gì hay hay trong đó không nha. Đấy, trước mắt các bạn chị là cái cổng chào nhá. Đây là Hạng Phô xã E Xiên nha các bạn chị. Rồi bây giờ các bạn chị cùng theo chân gia đình Nắng Giao Thông Nguyên đi vào xem có cái gì trong này không nha các bạn chị nha. Khu vực ngoài là toàn là chỗ bỏ xe không các bạn chị. Đây là chợ tình của bên người dân tộc Nùng nha các bạn chị. Hôm trước có cái chợ tình bên Cà Đông Năng là dân tộc Hờ Mông nhưng mà em cũng quên mất, cũng không đi được nhá. Vu chạy ngoài thì bán đồ chơi cho các bác chị. Sâu rút vào bên trong kia. Sau đó thì vợ em với hai thằng nhỏ, còn một thằng lớn thì nó không đi. Hôm nay đi hôm qua tiếc, hôm qua mà đi được sớm thì quay cho các bác chị cùng xem thì quá hay luôn. Đấy, bên này là vịt quay, heo quay, vịt quay. Đấy, nhìn heo quay đã chưa. Giờ đi thẳng vào trong kia coi có gì trong đó không các bác chị. Bên này thì có đồ bán dao này. Toàn là dao không. Bên này toàn là bán dao không. Đây dao nhà từ rèn á. Wow. Bên này làm những cái cán đẹp không? Đấy, còn là dao, còn cán đẹp luôn. Đây này dao này dao giống như người phía ngoài Bắc á. Đấy, nhìn đẹp không anh chị? Cái dao này làm từ cái gì anh? Nhíp ô tô. Rồi để đây ấy là tí nữa ấy thì thích thì quay lại mua, cảm ơn nhá. Bây giờ đi vào sâu trong kia xí đá là tí nữa quay ra. Đây. Bây giờ quán chỉ này đi vô nhá, ở đây nhạc rầm rầm này là bản quyền các quán chị ơi. Ăn cái gì? Đó, ăn đi. Này búa.
quán trắng nướng. Ngon không? Đấy, chúng em ăn đi. Ngon không chúng ta xì? Ngon không? Đấy, tiếp tục di chuyển vào phía trong nhé các bạn chị. Này là cái trung tâm văn hóa thể thao. Hả? Thank you.
như này. Đấy, em ơi, ghé vào ngồi với em nha. Phải quay mặt mình thôi chứ. Anh đứng vào đây em quay. Đây là những bộ trang phục quần áo nữ nha các bác chị. Bán đủ các kiểu luôn, giỏ sắt này. Đấy. Thế, sau khi dạo qua cái khu chợ tình. Đây là bản dân tộc Nùng nha các bạn chị. Thì bây giờ chúng ra đây, xuống đây thấy dưới đây có một cái cầu, em chạy xuống đây coi có gì đẹp hay thì quay bạn chị cùng xem trải nghiệm nhá. Đường bên này bên phía tay phải thì lúc nãy đi qua đây là đường về nha các bạn chị. Nhưng mà chạy xuống đây thì không biết đường đây cũng ra quốc lộ 14 mà không biết đi về đâu đây. Đi xuống trải nghiệm cái cầu này luôn nha các bạn chị. Đứng bên đường bên kia nhìn sang cái cầu này thì thấy cũng đẹp nên là sẵn đây ghé đây quay cho các bạn chị cùng xem luôn nhé. Đây là nguyên một cái làng, đây là toàn là dân tộc ở ngoài Bắc vào, là toàn là dân tộc Nùng không. Tắt cái điện thoại con. Đấy, cái lối này đi lên không biết là đi lên đâu đây. Chơi về đây. Bên này ruộng lúa, có những cái khu bên kia ruộng lúa bậc thang cực đẹp luôn. Cầu E Siêng. Đấy, cầu E Siêng nhé. Chiều dài 49m và chiều ngang là 7m. Xa xa là toàn cánh đồng lúa và có con suối này. Bên kia thì có một cái cầu nhỏ nữa các bạn chị. Đấy. Dừng đây quay cho các bạn chị, review cho các bạn chị xem nhá. Đây con suối này cực đẹp luôn. Tiếc là đi muộn quá nên là quay trong kia không có cái gì hay hay cho các bác chị cùng xem nên là. Đấy các bác chị nhìn thấy con suối đẹp chưa? Xa xa đó có một cầu nhá. Tụi em đi là đi vòng bên đó các bác chị. Tí nữa phải quay lên đường này nhá. Lên đường này vòng sang bên đường đó. Chạy về bên cái khu thấp thoáng bên đó, cái nhà bên đó các bác chị. Là có đường nhá, đi về nhá. Đây cũng đường này cũng qua ra quốc lộ 14 luôn các bác chị. Nhưng mà không biết là đi quốc lộ 14 là sẽ đi về đâu đây. Nên chưa đi đường này bao giờ. Xa xa bên kia thì có cái nhà thờ. Đấy. Đợt trước em đi thì mấy cái ruộng bên kia là mùa lúa chín vàng đẹp luôn. Mà bây giờ thì người ta mới cấy lại nên là màu toàn là màu, một màu xanh hết nhá. Đấy, view đây cực đẹp luôn. Nhưng mà tiếc ở đây rác ở đâu mà trôi về toàn là bị bóng với đồ rác đầy đúng không á chị? Đấy, bắt đầu một số người ta dọn đồ mang về đấy. Vực ruộng lúa, còn cái chỗ khô kia thì không trồng được lúa thì lại trồng cà phê vô anh chị. Nhưng mà trồng ở đó thì nó cũng không được đẹp, cà phê với tiêu nó bằng khè. Con suối, xa xa là toàn cánh đồng lúa. Sẵn đi chợ tình, để ghé qua đây rồi qua cái cầu này quay cho các bác chị chiêm ngưỡng luôn cái cầu này nhé. Đây em xuống theo có đường xuống, em xuống dưới đây em quay phía dưới lên cầu lên cho các bác chị cùng chiêm ngưỡng cái chiếc cầu này nhá.
mỗi nơi, mỗi vùng. Tiếc là đi vô muộn quá, nên là người ta cũng gần tan cuộc hết rồi. Bây giờ có mua được ít thịt trâu rồi về kiếm làm cái món gì đó tự thưởng thôi. Đấy, dưới cầu nha mọi chị, có chiếc ô tô đậy đậu như là bạn phân bò. Đứng đây review lên dưới cầu cho bác chị xem nhá. À đó, góc đó thì vợ con em đang đứng ở trên cái chỗ đó. Em góc này, tí nó đi bộ sang góc đó, đi đứng cái cầu đó, đi quay lên cho bác chị cũng xem luôn các góc luôn nhá. Bây giờ là đứng từ góc này nhìn sang đã. Đấy. Lúa thì bắt đầu chuyển sang màu vàng rồi, như chưa có bông, chuyển màu vàng rồi, đi sang con suối đó. Đã đi đến đây một lần thì cũng chạy xuống trải nghiệm thực tế luôn cho biết. Mỗi nơi, mỗi vùng, mỗi hoàn cảnh khác nhau, có cái thời điểm cảnh đẹp rồi, bất kể một cái gì nó cũng khác nhau các bác chị. Thì coi như là mình lưu lại một chút kỷ niệm gì đó. Tí nó sẽ đi lên đường đó, tắt qua bên kia, lưu lại chút kỷ niệm. Đấy, lại đây nghe tiếng suối chảy rồi. Suối này kiểu là rác ở đâu mà trôi về nhiều, người ta vứt rác về toàn là thấy rác không, làm ô nhiễm cả con suối, mất đi cái mỹ quan cảnh đẹp của con suối. Bên này những cái đường này là đi vào trong mấy nhà dân đấy sao các bác chị? Người ta giết mổ tại đây. Đó. Giết tại con suối này luôn. Đứng ngắm cả cảnh suối luôn. Đấy, đi view lên con cầu luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Bên này thì yên tĩnh hơn, tầng nước trên. Bây giờ đi lên con đường này về nhé các bác chị. Lúc đi góc bên kia đó, lúc đi tút góc bên đó, trèo xuống cái đường đó, chạy sang đây. Bây giờ lại quay lên con đường này đi về. Mà có đường lên không? Thấy có xe máy đi, chắc khả năng là có đường lên nhé. Đấy, có người, có xe đi xuống là chắc có đường lên đấy các chị. Mệt. Đi một vòng. Tất cả mồ hôi. Đây, có đường đây. Những cái đoạn này có khi ra đường qua đèo Hà Lan cũng lên. Vừa đến trai gái gặp nhau rồi kiếm kiểu như làm việc một năm vất vả thì họ sẽ ra đây tập trung lại với nhau và cùng nhau uống một chén rượu rồi tâm sự nói chuyện. Trong một năm qua thì tổ chức cái lễ hội này nhìn cũng thú vị nha các bạn chị.
đi bên huyện đi bên đập thủy lợi Cờ Đông Búc hạ thì về qua đường này các bác chị, lúc đi đi đường bên ngoài kia mà khi về thì lạc đường đó. Em sẽ em đi về cái chỗ ngã ba trước mặt các bác chị đó, có một cái ngã ba đó thì đi từ cái ngã ba bên phía bên phải này các bác chị thì đi từ Cờ Búc về hạ về đây lạc về trong đường này và rẽ ra đường cũng khi đi là còn một đường nhưng mà về cũng chung lại đường này luôn nhưng mà đi đường này gần hơn các bác chị. Đây đường này là hôm trước em đi trong Cờ Đông Búc hạ về nhá, đi lạc đi đường này vô đây và đường này cũng ra tới chung bệnh viện xa một hồ luôn. Đây đường ngã ba này chúng ta quay rồi thì hôm nay em mới qua thôi thì em cũng quay thủy thì các bác chị mùa đi qua đây thì có buồn cầu bên đó xa bên đó nha các anh chị. Bây giờ thì đã đứng bên này rồi thì một vòng trái đất quay lại cái cảnh hôm trước các anh chị xem lại chiêm ngưỡng lại một lần nữa nhá. Chỉ có cái ổi đó em cũng đã vô cái ổi đó bứt trái ăn đấy nhá. Rồi em cũng sẵn đi vô đây thì có cái thú vị có cái gì hay chia sẻ cho bác chị cùng xem nhưng mà rất tiếc là đi đã muộn mất rồi nên là không truyền tải cho các bác chị xem được những hình ảnh chân thật nhất, những cái trò chơi, những cái gọi là cái văn hóa của người dân tộc Nùng như thế nào thì để quay cho các bác chị xem nhưng mà tiếc là đi muộn quá rồi nên là cũng không quay được thôi thì cũng có sao thì chia sẻ cho các bác chị coi vậy nhé. Nếu hay thì mong các bác chị ủng hộ một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha các bác chị. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các bác chị ở các tập tiếp theo nhé. Em về nhà đây.